một cảm giác cứ nó cứ sợ sợ thế nào ấy, nhìn nó hoang tàn lắm. Đấy, những ngôi nhà như thế này còn kinh doanh làm sao được, như nước nó lãnh tạ tạt vào lên ngập vào đến tận đường này thì đâu có thể kinh doanh gì được nữa đâu. Chứng tỏ là cái thời gian này nó là một cái thời gian mà nước nó lãnh, biển nó nở hết, coi như này đằng kia thì cũng hết rồi, cũng không thể đi lại được nữa. Chỉ còn mấy cái nhà hàng phía đằng cuối kia hình như còn thôi, còn tất cả ở đây thì hết, tan hoang hết rồi. Hết. Nếu mà chỉ còn một vài trận bão nữa thì khu này cũng không thể kinh doanh được gì nữa. Đó, đây là đóng cửa hết rồi. Đó. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Thì đây tôi đang có mặt tại một cái bờ đê, và đây cũng là một cái khu du lịch cũng khá là nổi tiếng luôn, thuộc tỉnh Nam Định. Thì đây là cái bãi tắm này, đây là cái bãi tắm Thịnh Long. Thì hôm nay tôi đến đây thì thấy một cái phong cảnh thì thực sự tức là nó hoang tàn. Thì mà ngay cho nên tôi mới quay cho quý vị và các bạn xem này. Thì ở đây này. Đấy, như quý vị bắt biết là như bên này chắc là những cái cột này là ngày xưa này là người ta chắc làm quán xá gì đây. Cũng không rõ nữa, nhưng mà có thể là làm cái chân trụ của quán hoặc là quán nước đó. Hoặc là cái này là cái để người ta làm để kéo thuyền. Cũng không rõ nữa đây. Ở đây có thể là dùng làm để kéo chẳng cái dây cáp ở đây kéo thuyền. Nhưng mà còn phía bên này đây này, phía bên này là một cái khu mà ngày xưa người ta kinh doanh quán ăn rồi là nước, quán nước rượu uống, rất là ở đây mà bữa nay tôi nhìn thấy nó rất là hoang tàn luôn các bạn. Đây những cái con ốc này chắc là họ làm để kéo thuyền đây này. Ở đây này, cái nốt này là cái nốt dây cáp này. Nhưng rất là nhiều nhá, từ đây dọc lại là phía kia luôn. Đó. Cái bờ biển, cái biển của tỉnh Nam Định này thì nó là biển lở. Cho nên có những thời điểm mà biển lở, biển bồi ấy, có những thời điểm nó bồi nên nó rất là xa luôn. Nhưng mà có những thời điểm thì nó lở coi như nó ánh sát hết vào đây này. Ánh bung bét hết. Cái bờ đê này rất là kiên cố luôn, làm phía kia là người ta làm rất là kỹ luôn. Bờ đê này, phía trong này là khu nhà dân, là những ngôi nhà người ta cũng không dám xây dựng gì lớn luôn này, sợ nó sẽ dễ nó sóng rớt rồi một thời gian bão gió này nó dễ bị lở làm hư hỏng, cho nên người ta cũng không có xây dựng gì kiên cố sát lắm. Thì trong này là toàn những cái ngôi nhà thờ rất là lớn. Ở Nam Định này thì đạo Công giáo, người đi theo đạo Công giáo rất là nhiều, vì nó là cái vùng đất mà được truyền đạo gần như là đầu tiên trên nước Việt Nam mình luôn. Đây thì chỗ này gần một cái bãi như một cái sân luôn mà sóng đánh tạt hết vào đây này. Đến đây nhìn cái đây là cái cống này chắc là nước ở trong dân chảy ra đây này, nên nhìn nó cứ ghê sao ấy. Có sóng đánh. Đó, nước biển
đánh nó sạt hết, nước biển nó đánh sạt hết sập những cái này xuống này. Đây chỗ này nó lún võng xuống luôn này quý. Đó nhìn đằng kia phía kia rất là hoang tàn. Còn đây là cái khu cái thị trấn Thịnh Long. Trước kia rất là sầm uất và nổi tiếng. Tôi kiếm chỗ tôi đi qua bên kia và đi. Đây nước đánh vào đây long lêu rất đầy luôn, cát này. Đây như kiểu cái bãi biển luôn này, nơi cát nó thành cộn cộn luôn lên này. Chứng tỏ là nước nó đánh vào đây rất là nó tràn hết vào đây thành. Nếu mà lúc nào mà nó lớn là nó đánh tràn hết vào đây. Đây người ta là có ở bát nhang bát giấc này. Đây là họ phơi cái rong biển này. Cái rong này nó là rong câu này. Rong này người ta làm chả hoặc là làm những cái chả cuốn rồi là nấu lên làm thạch á, bỏ làm sạch nấu lên làm cái thạch rong câu ăn rất là tốt luôn, rất mát. Đó, họ phơi đầy ở đây luôn này. Một rúm này thôi, nếu mà làm thật sạch nên xong nấu cả một nồi nước, một cái nồi rong câu, rong câu nó giống như cái thạch ấy, thạch đấy, nó trong và ăn nó mát chứ nó không như những cái loại mà mình mua sẵn. Đây này, đây là cái đường này, thấy không các bạn, thấy như thế nào không? Nước biển nó đánh tàn tạt hết vào đây luôn. Coi là nếu mà như mình nghĩ là nó bị ngập con đường này luôn này. Nếu mà nước mà nó lên chắc nó ngập con đường này luôn. Đây này, nước biển đây này, nó ngập lên đến tận mép đây này. Ôi giời, những cái rác mà nó lên tận đây luôn này quý vị. Các bạn nhìn thấy không? Đây này, cái rác mà nó lên cao hẳn lên trên này luôn này. Đây này, cái rác của biển. Đó. Nước nó cộn lên đến đây thì chứng tỏ là nước nó phải lên đây rồi. Đây này. Đó. Là vậy thì lúc mà nước lên thì không thể đi được xe luôn này. Tại xe nó vào nước biển thì xe ô tô trước mà vào nước biển thì nó dỉ hết, đi sao nổi. Thì đi đường nào. Đây này, những cái ngôi nhà ngày trước là để kinh doanh nên mà giờ nó hoang tàn hết rồi, sụp đổ. Đều nhìn ghê quá. Ôi nhìn sợ sợ luôn. Để nhìn nó tẩn tẩn luôn mọi người ơi. Đây là nhìn nó đánh sạt hết vào trong này, nó hầm hì ở trong này luôn. Ui giời ơi. Đây. Ui giời, bê tông nó dày như thế này mà nó đánh này. Nó đánh nó sụt xuống này. Kinh ngầu. Ớn quá. Đây là dưới này là có một cái lớp sợi amiang này. Là để khi người ta nót xuống người ta mới đổ bê tông để chống nở. Nhìn nó ớn quá đi mọi người. Đó, chỗ này đánh tan hoang hết rồi. Ui giời, nhìn lại đằng kia đây, cái dãy quán xá ở đây tan hoang hết, còn đâu ai kinh doanh nữa đâu. Sợ quá. Ui giời, nước nó. Một cảm giác cứ sợ sợ thế nào ấy. Nhìn nó hoang tàn không. Đây, những ngôi nhà như thế này còn kinh doanh làm sao được. Như nước nó lãnh tạt vào lên ngập vào đến tận đường này thì đâu có thể kinh doanh gì được nữa đâu.
chứng tỏ là cái thời gian này nó là một cái thời gian mà nước nó đánh biển nó nở. Đây là một cái thị trấn cũng khá là sầm uất. Đây những cái ngôi nhà, những khách sạn rất là lớn luôn mà. Đi, tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng với tôi đi dạo một vòng dọc theo bờ đê coi như thế nào. Cái ngôi nhà như này thì cũng không còn thể kinh doanh được nữa. Đây, sụp đổ hết. Có thể sắp tới là cũng xóa sổ một cái bãi tắm do biến đổi khí hậu, nước biển thì dâng cao. Ôi giời, tàn hoang hết, thành một cái đống phế liệu, một cái đống hoang tàn. Đó, đằng kia thì không còn đường đi nữa rồi quý vị. Đây, tan nát hết. Hiện nay thì cũng chỉ còn một vài quán kinh doanh nữa, thì cũng chỉ một vài năm nữa thì cũng hết rồi. Có thể phải di rời dịch vào phía trong. Đó, nhìn ghê quá. Chúng ta đi lại tiếp phía kia xem như thế nào nữa nhé. Đây là con đường bị ngập và có thể thời gian nữa nó sẽ đánh quay vào con đường này luôn. Quá hoang tàn và tiêu điều. Sắp tới chắc là phải di rời vào phía trong này rồi. Nhìn ghê quá. Hết. Coi như này đằng kia thì cũng hết rồi. Cũng không thể đi lại được nữa.
cũng chỉ còn mấy cái nhà hàng phía đằng cuối kia hình như còn thôi, còn tất cả ở đây thì hết tan hoang hết rồi. Trước đây thì tôi cũng đã qua một vài lần, nhưng mà nó còn nguyên hết. Tức là cái đường này tầm một năm trước thôi, một năm trước thì nó còn hết. Đây là những cái bờ này này, cái bờ chắn sóng này nó còn nguyên này. Đây nó như thế này này, trong này đây là nền bê tông này, mà chỉ một năm, hơn một năm thôi. Trước thì tôi có quay phía kia có một con đê chắn sóng dài khoảng hàng km, thì kể nó phía chỗ tay tôi thứ 12 giờ đó, nó có một con đê chắn sóng khoảng dài khoảng 1 km á, cửa sông Ninh Cơ. Rồi, mà tôi cũng đã qua đây thì nó cũng còn nguyên hết, nhà nghỉ rồi là những chỗ ăn uống nước nôi, nhưng bây giờ tan hoang hết rồi, nhìn quá thảm thương luôn. Rồi chúng ta đi lại phía cuối kia coi xem như thế nào nữa thôi. Tôi sẽ quay cho quý vị các bạn nhìn nhé. Đây thì ở đây thì cũng đây là cuối rồi, cuối của cái dãy khu du lịch này rồi, thì cũng chỉ còn một vài căn thôi, nhưng đó quý vị và các bạn nhìn thấy cũng tan hoang hết rồi. Thế nếu mà chỉ còn một vài trận bão nữa thì khu này cũng không thể kinh doanh được gì nữa. Đó, đây là đóng cửa hết rồi. Đó. Con chim cánh cụt này thì trước sau rồi cũng ra đi thôi. Nó sẽ bơi xuống biển thôi, không thể đứng trên cạn biết được. Đó quý vị, tan hoang hết. Vậy là hết chứ không còn, không phải là chỉ còn lại một khúc quấy nào đâu các bạn. Có những cái bờ đê như này mà đánh tan nát hết luôn. Đây là bức tượng Hòn Bọng Phu, không có mặt. Rồi các bạn, thì thực tế thì tôi cũng một năm trước tôi cũng đã lượn ở đây, cũng đã quanh co ở đây để tìm và đã cũng đã quay một cái bờ đê đó như vừa nãy tôi cũng nói, nhưng mà tôi không nghĩ là nó hoang tàn như thế này đâu. Trong vòng một năm tôi không nghĩ là nó tan nát như thế này. Một khu du lịch chỉ trong vòng một năm mà của nó trở thành như thế này luôn, thì phải biết là thiên nhiên kinh khủng như thế nào. Rồi quý vị và các bạn, thì chắc có lẽ tôi cũng xin dừng cái video tại đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những cái video tiếp theo. Rồi xin chào.